Hôm nay quốc vương thật sự là không phải là vua, nhưng hôm nay tuyên bố Yến Nhi sẽ là hoàng hậu. Với những niềm vui đó, xin mời mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho ngày trọng đại hôm nay. Xin mời mọi người. Không phải chỉ riêng chị mà tất cả những người yêu quý Nhi thì rất là mong đợi từ rất là lâu rồi. Có khi bạn ấy thông báo là chuẩn bị cưới rồi. Thế là cái lúc mà chị bảo là sao nó có thể gấp và nhanh như vậy được. Nhưng mà đấy là một cái niềm vui, nó rất là bất ngờ. Duyên của bạn ấy đến nó rất là nhanh. Time won't stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life, no matter how rough it gets, I'll get by. Home moves with me where I roam. It's in every dream I make my own. I'm never alone. I know that every day will always bring me something new. Con là cháu gia đình chúng tôi năm ra để đến tuổi cập kê, nhờ ông tơ hoàng mệnh gia diêm, cháu được việc kết tóc xa tơ cùng với cháu vua đến lệnh để ngày hôm nay. Hôm nay nhân là lần thứ tốt được sự đồng thuận qua với gia đình nhà trai đến đây, có tình đến để gồm quả năm quả. Nhưng tôi xin đại diện gia đình nội của gia đình cháu gái xin nhận lễ này và đồng thời kể từ giờ phút nay gia đình tập nhân chúng tôi xin thừa nhận cháu vương là con là đẻ của gia đình ông Bức Tiên và cháu nội ngoại của dân tộc chúng tôi. Cho con gái đồng với sức giàu là còn một số là trống mát tiền chứ hoành lắm. Something new. Cho con đại diện cho hai vợ chồng xin phép được cảm ơn đầu nội hai bay đã tham dự hôm nay và rất vui cùng với hai vợ chồng con. Xin cảm ơn. Xin chào. Thưa quan viên hai hậu, mọi con bay, kính thưa hàng xóm lân diện, bạn bè thân hiểu gần xa, ở đây đây chung vui cùng gia đình chúng ta, sự hiện diện của quý vị là một con điều ân hạnh cho gia đình chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Tương lai dân tộc đầy tươi sáng, ông ước hơi con hôm nay cả thành đôi.
cho ít và tôi được nữa. Gia đình tôi có một bông nhỏ, bông hồng cài áo, bông hồng cài áo, nhọt và lời không biết, không biết, biết cái lượng múa là không có, người trình diễn bơi bơi giang. Ba mẹ cũng chúc hai con được trăm năm hạnh phúc. Hai con cố gắng sống cho tốt để của phụ lòng của ba mẹ. Được như vậy thì ba mẹ rất là mừng. Là nhân ngày cưới của Nhi và Quốc Vương, anh xin chúc cho hai em là luôn luôn hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dì chúc hai cháu là trăm năm hạnh phúc, là sớm có tin vui. Hy vọng là Nỉ sẽ có một cuộc hôn nhân đúng như là Nỉ mong muốn. Có một cuộc hôn nhân nó rất là yên ả, bình dị, nhưng mà sẽ tràn ngập tiếng cười. Mà đây là cái nơi địa phương của bên con rể, cũng thờ mẹ và tất cả cũng như thờ mẹ của bà, của bé Nhi, của cô dâu, cũng gửi đến toàn thể con cháu cũng như anh chị em thân nước và mọi nước lời chào sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thì bây giờ là đoàn mà chuẩn bị đi tới nhà họ, không biết xin chào. Đây là Linh xin được gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc đến hai vợ chồng của Nhi và Vương. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương tôn trọng nhau. Chúc chị Nhi và anh Vương sống thật hạnh phúc. Vậy thôi. Chúc không có gì, chúc tất cả là hơi đứa được hạnh phúc trăm năm và hạnh phúc. Nói chung là tôi mừng, tôi thiệt sự, tôi rất là mừng, vô cùng sắc. Tự nhiên cô già qua mấy tuổi bữa nay tự nhiên có chồng mừng kia á. Nói chung là cho mẹ gia đình bay mừng quá. Trời cũng hơi run. Không biết nói chuyện chúc cô giao chú rể hạnh phúc. Sớm có tin vui. Chúc mừng hạnh phúc.